Là 5 giờ chiều ngày 31 tháng 7 năm 2019, chúng tôi đã vừa hoàn thiện và bàn giao xong một bộ trường kỷ gỗ lim cho nhà bác Đạo tại khu 10 Đỗ Sơn. Đây, chúng tôi đang vừa kê ở ngoài sân này rồi. Bác đang sắp xếp dọn để bộ này chất liệu gỗ lim đây. Trên màn ảnh đây là hình ảnh của bác Đạo, bác chủ nhà đây. Đây là khu 10 Đỗ Sơn. Chúng tôi đã bàn giao rất nhiều hàng ở bên này rồi. Thì bác đặt một bộ trường kỷ gỗ lim hàng đại và bốn vách. Có anh hôm nọ con trai nhà bác, anh đi làm gì hả bác? Làm gì? À, bên này làm công ty nhiều nhỉ? Đa số công ty. Thôi thì cứ bây giờ mình chả có tài nên tôi làm công ty cứ sang 9-10 triệu thôi, nó ổn định. Mưa nắng mặc kệ, người ta lo rồi. Chả phải lo gì đúng không? Chắc. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806 này, website đồ gỗ tùng8.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.